Trời ơi, bây giờ là bánh chưng bánh tét hiệu Đàm Vĩnh Hưng, rất là tuyệt vời nha mọi người nha. Chắc nguội hết khói rồi đó. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Đó mọi người coi đi, trời đất ơi. Vui chỉ một giây, nghìn phút đắng cay. Đó, thấy không, đem một cây đào lên là phải có một cái thanh trượt như vậy nha, bả nặng quá, nó bự quá luôn mà. Rồi, chỉ cần xoay nó tí nữa thôi, xoay qua này xíu là xong. Tiếp theo chưa đâu, mới phần 1 thôi. Xuống đây. Hay ha, lúc mà người ta nghèo á, người ta muốn về. Xong rồi lúc rồi đó, người ta muốn ngày dân tình lạ cho trời, thiên hạ lạ cho trời, đúng không? À đó, được nè. Lồng gà có miếng gà nè, bỏ vô nè, ủ rơm, giường chổng tre. Cái chổng tre này ngồi được không vậy cha? Đóng không? Thế à? Ôi được, chổng tre nha. Vậy là ngon. Nè cái rổ nè, nó 800 trái trứng đổ trong này nha. Trứng vịt dễ mua rồi. Có bao giờ qua tới Tết nó nở ra không trời? Chắc không đâu ha. Chú cha ơi, đây là công tác chuẩn bị thôi nha mọi người. Ê, cái ủ rơm sao ốm nhôm nhách vậy bay? Chưa bẻ ra. Chưa banh ra hả? Rộng 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 ra ha. Ê, mọi người thấy không? Coi một cảnh chút xíu thôi, nó có bao nhiêu hàng trăm thứ. Coi đi nè, chổng tre, rồi nồi niêu son chảo, con người, tỉa toát, bưng lên. Mọi người thấy nãy giờ đó. Hả? Hello, xin chào mọi người. Hưng đang chuẩn bị mọi thứ cho cái nhà của mình vào những ngày Tết. Còn có mấy ngày nữa à. Mà tao nói nó rần khắp nơi, tôi khó chịu dễ sợ luôn. Đi hát thì họ không yên tâm gì hết trơn á. Bây giờ mọi người đi coi Hưng theo chân Hưng nha. Trước đó mấy ngày Hưng phải lo hết cây cối, rồi giường tược nè, bông hoa khắp nơi đấy. Cây nè, nó vít qua bên đầu mình luôn. À, bên này cũng vậy đâu, có những trái mà hương á, chín rồi đó. Cái si gô, cái này cái ói. Ở bên này đi, mai đăng, mai hoa đăng nè, nó to không, rần rần không. Hoa trà, trước đó phải cải tạo nguyên chỗ này lại, bứng lên hết đó. Để cái bà này đặt xuống, trời ơi, qua đây đó. Đây là một chỗ là hoa hương thích lắm. Từ nhỏ đã thích cái bông này rồi, lạ lùng, mong manh. Chưa, thấy những cánh mai không? Mai tao nó bự như cái mặt mình vậy đó nè. Ôi, thương không? Còn những cái nụ khác sắp sửa nở nữa nè, tẹt lẹt. Đây nè, bông này lâu lắm nha, được cái là xài rất lâu, công nhận. Ôi, năm nay nhà Hưng cũng khá vui. Hưng có niềm vui của mình trong công việc là tốt. Yeah, mọi thứ tốt lắm. Sau Tết là Hưng sẽ không có xuất hiện bất kỳ một chương trình nào kinh doanh bán vé nữa. Hưng bắt đầu tập trung vào cho cái siêu show xuyên Việt ở 45 thành phố của Hưng. Rất đặc biệt và dành rất nhiều chất xám, tâm huyết vào trong cái show này. Sẽ mang lại cho quý vị khán giả của Hưng, các fan của Hưng một buổi tiệc âm nhạc thật đã đời nhất. Vâng, Hưng sẽ công bố địa điểm sau. Đó là nhà thi đấu lớn có vị trí lớn nhất hiện nay tại thành phố này. Tuy là Hưng không có xuất hiện trên truyền thông hay báo chí hay sân khấu, nhưng kênh YouTube vẫn hoạt động nha mọi người. Fanpage của Hưng nữa
mọi người có thể kiểm tra thông tin ở đó, tập thành cái gì, làm cái gì. À, chỉ là không có gặp bằng xương bằng thịt thôi, xương là thịt mà không có gặp thôi, chứ còn là sẽ gặp ở trên Facebook của Hưng ha, fanpage Đàm Vĩnh Hưng Official và cái kênh Đàm Vĩnh Hưng, kênh YouTube, một kênh duy nhất. Ok, còn bây giờ Hưng mời mọi người vô bên trong nhà Hưng coi Hưng làm gì nha. Đó, vô đây. Đó, đơn giản vậy thôi đó. Mọi người coi nè, nếp, đậu xanh, bánh tét nha, có gà vịt, mấy con gà long long đang nhập về chưa tới, gần tới rồi. Trứng vịt nè mọi người ơi, nguyên rổ không? Có ai nhớ cảnh dưới quê mình không? Nhìn thấy nhớ liền ha. Có gà, có vịt. Đó. Nè, gánh hàng hoa. Đó. Nhìn cái giống gánh là nhớ quê hương liền ha. Hy vọng là các anh chị em khán giả Việt Kiều, hải ngoại, xa xứ nhìn những cảnh này muốn về. Năm nay chưa về được thì sang năm về. Còn ai chịu chơi bút vé về luôn, gây bất ngờ gia đình mình nha. Còn đây, trời, những cái trái cây trên sạp dưới quê đó, một góc vườn, thấy không mọi người? Đó, đầy đủ đồ chơi á, có xoài, có cam, có dưa hấu, bánh tét, bánh chưng, bông cúc. Ai tét chưng giò không nè? Ai tét chưng giò không nè? Hương ơi Hương, giờ này còn bán bánh tét ở đâu Việt Hương ơi? Giờ này bán cho anh mấy cặp bánh chưng nghe cưng, bánh giò nữa cưng ơi. Tét thì anh có rồi, tét có nhiều lắm nha, tét tôi đặc biệt lắm nha. Bánh tét của tôi ăn là ghiền đó, chưa một ai mà cầm cự sống nổi qua con trăng này với bánh tét của tôi hết trơn á. Mọi người thấy hơi chơi không? Bắp nè, rõ ràng nha, bánh tét thiệt nha, không chơi đồ giả nha mọi người. Nếp là nếp nếp cái hoa vàng Hà Nội. Đó, ngoài Bắc nè, đậu xanh. Đó, thật ra chỉ là trang trí thôi mọi người. Đây mới là gốc, một gốc quê hương nha mọi người nha. Chứ còn mà nhà lầu, xe hơi, điện tử, tất cả mọi thứ hiện đại, nó không phải là quê hương. Không phải là quê hương. Quê hương của mình là vậy nè. Đó, đáng lẽ tôi còn đi kiếm con bò nữa kìa, mà không có. Bò, có nguyện heo, mấy heo con. Đó, tôi nói lấy dây cột lại đi chạy lum la, ỉa đái lum nọ. Không nghe. Nói con này được cái cũng nghe lời, kêu nằm đâu ngồi yên chỗ đó. Cái bánh tét này là cái tôi nấu là nấu một cái nồi khác. Đó. Một cái mẻ khác nha. Mấy trăm bánh lận. Đó. Xong còn một nồi nữa mới nấu xong rồi kìa, đang chờ cho nó nguội. Mới nhắc xuống nè. Thấy không? Lửa cháy phần phần mày. Hay lửa rồi phỏng tay luôn, nóng dữ sợ mày rồi. Trời ơi, bây giờ là bánh chưng, bánh tét hiệu Đàm Vĩnh Hưng, rất là tuyệt vời nha mọi người nha. Chắc nguội hết khói rồi đó. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Trời ơi, bánh chưng, bánh tét gì mà ú nụ vậy nè. Mắc cười quá à. Ở đâu chui vô đây vậy? Tao đi quay phim về, xong rồi tao ghé ngang, thấy nhà mày mới hợp để bộ đồ này tao. Đâu bánh tét, bánh chưng tao đâu? Tao vớt xuống dưới rồi. Vớt xuống đâu? Vớt ra hay vớt? Tao vớt ra, tao để ở dưới rồi. À trời ơi, mày làm lúc nào hay vậy trời? Tao là tiên mà, tao muốn xuất hiện đâu xuất hiện. Nhà mày thì cũng như nhà tao, đẹp không? Trời ơi, quá lộng lẫy luôn nha. Thôi ra đi trời ơi, cái đầu bánh tét chưng đứng trong đó. Ra đây, đưa tay ra, tao nghiêng cái thùng mày ra nha. Trời ơi, con gái, con đứa áo dài đó. Ôi, sao thấp tao như cao thế? Ủa cái này lại giả nữa à, lại lừa đảo nữa. Mệt quá. Tao nói thật mày luôn đấy Đàm Vĩnh Hưng, đồ thật thì mẹ có chút xíu thế này, còn đồ giả thấy hơn không? Mày thấy chưa, thấy chưa? Cái biết gì mà tụi mày héo queo thế này sao vậy? Lột ra thử coi, cực kỳ xuất sắc. Ủa thế à? Thiệt mà. Tao rất thích cái món cam này, tao nên là mới đặt hàng ngoài nhà kia, mấy người bạn đem trở vô cho đó. Cam Hà Giang nha các bạn, ở ngoài nó xấu nhưng ở trong nó ngon, đúng không? Đừng có vội vàng đánh giá bên ngoài. Ta biết đâu, thấy nó xấu quá, ta tưởng cam thiêu, cam thối. Ta biết đâu. Cam nhiều cam thiêu, cam thối. Trời, mày coi nè, trái cam của ta nè. Lộ đẹp muốn chết luôn. Xuất sắc lắm, nhưng nhớ là cái vị của nó nha. Thử coi. À, các bạn à. Đấy, muối cam rất ngon. Ngon ha.
Ủa tao nghe có nghe có loại cam năm roi cũng ngon lắm mà. Ngon rồi má. Bưởi. Ờ tao lộn. Bưởi năm roi đó, có nè, bưởi năm roi. Thơm, chất trời, ngọt, ngon, tươi. Xin. Có nhiều không? Cho cái mặt mày thêm tao xin đồ, mặt mày rất là hoang mang thế. Không hoang mang, tao quá quá quen rồi, hoang mang gì nữa. Cái đào mày ai cho mày đẹp thế? Bác sĩ Nghiêm. À bác sĩ Nghiêm á? Thế con xin cây nào không? Xin cây đào á hả? Cho tao mượn cũng được nữa. Trời mượn trời ơi, thứ mà trả nó còn cái gì đâu, còn cái cành không à. Trả lại cho người ta, tao đem về, tao trồng lại, đi đào xài được mấy năm mà. Đúng không? Trời mày chở được không? Tao thiệt không chở được đâu, khó lắm. Mày điên à, tao sẽ đầu tư ra mấy trăm nghìn, tao thuê một chiếc ba gác. Rồi sao nữa, ai quan trọng là ai khiêng lên cho mày nữa, quan trọng nha. Mày phải bỏ ra 4 triệu thuê 6 người. Nghỉ khỏi chân đào. Tao nhờ mấy thằng xóm. Thì ở thằng xóm đi tao nhờ. Được hả? Trời ơi mày nghĩ đi, mày nghĩ đi. Tao nhờ được hết á. Quan hệ mày rộng rãi nha. Quá rộng rãi mình rất là. Quá bừa bãi luôn á, quan hệ bừa bãi quá. Bừa bãi, tao là được cái là tao cái gì tao thích, tao đang nghĩ tao đã chịu à. Thôi đừng có nhắc cái gì hết chân. Bây giờ mình chúc Tết mọi người đi, gần Tết ta tới nơi rồi. À sát Tết lắm rồi. À, trước thời năm mới. Năm con chuột. Năm Canh Tí. Ok. Vũ Hà. Đàm Vĩnh Hưng. Kính chúc cho toàn thể quý vị khán giả và những người đã từng theo dõi của kênh Ngoại Vũ Hà và kênh Đàm Vĩnh Hưng. Một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, giàu sang hạnh phúc bình yên, may mắn và vô cùng xinh đẹp. Happy New Year! Happy New Year. Chúc mừng năm mới! 2020. Chúc mừng năm mới 2020. 2020.